Tiếp tục live của tối ngày mùng 10. Tối hôm nay là em lại lên toàn bộ áo khoác không nha anh em. Áo mùa đông. Và đầu live thì lên cái con áo compact size nhỏ này. Màu đen, ở giữa là thun và hai bên là vải nha. Dây kéo cổ này anh em. Con này không phải của Mỹ đâu. Không phải của Mỹ đâu nha. Cái tem này là cái gì, Mark in China. Của China. Con này về ngang nó tương đương size XS 450kg thôi. Bề ngang là 45, 40 đến 50kg. Dài áo là 62. Con này cũng của dòng bắn tỉa luôn nha anh em. Đấy, ở đây này nó hơi dơ một chút này. Cổ tay, ống tay này là dơ giặt giùm em cái, dơ đất thôi. Rồi, giặt phát thì đẹp trai, còn chưa giặt thì nhìn nó dơ dơ. 200.000 mã, 42 mở hàng đầu like giùm em á. Nói chung con này đang mới, nhưng mà nó bị dơ vậy đó. Tiếp con áo hải quân Mỹ, con này là mùa đông. Con này anh em bận từ 12 độ trở lên, dài áo 73. Vai lớp lăng em không có đo được vai nha. Đều 200.000 mã 46, sale cực rẻ cho anh em luôn này. Con này là 93%. 93%. Size này to à. Con này là 8-90kg mới vừa. Thấy không? 8-90kg mới vừa. Rồi ai thích con pilot hải quân này chốt cho em 200.000 mà 46. Hôm nay sale tụt quần luôn, có con nào là bán sạch. Bán cho nó hết luôn. Mã 46. Tiếp con M65 này, con này là màu xanh rêu à. Con này màu xanh rêu mà nhìn đẹp trai không biết sao nên biết. Vai 53. Dài áo 75, vai 53, dài 75. Khóa là 2 số 7 nha anh em. Khóa đầu vào đầu ra thì ngon lành này. Đấy, khóa 2 số 7 nha. Dây trên còn, dây dưới còn luôn. Tem mất. Tem mất, ở trong là vải buplin ha. Ở trên này là có mũ luôn này, có mũ ạ. Cũng có mũ à, con này dày đều. Có vết in nút 93%. Có quát nha, nhưng mà vải rất là dày như trâu bò, con này phải nằm vào đời 92. Ở đây nó bị dơ này, anh em nhìn thấy dơ mà. Dơ này. Rồi qua bên này thì đều. Gấp tay nha. Gấp cổ tay nha. Ở đằng sau này đều vải, của cho anh em dùng cái sợi vải gân ngang này. Gân ngang và rất là lì luôn. Qua ống tay bên này. Bên này chỗ này nó có gấp tay này. Và đây nó dơ một chút nhẹ nha em. Dơ chút nhẹ đây nha. Qua bên này thì nó cũng dơ này. Dơ này. Đó. Qua thân bên này thì dơ ở đây nữa nha. Dơ ở đây. Rồi hết. Con này giờ 90% này. Em đo lại cái vai. Vai của nó 53, 52, 53 là size medium, dài áo 75, medium short 70 đến 80kg, nhưng mà cao 1m6 đến 1m7 thôi. Con này cực kỳ hiếm này. 70 đến 80kg nhưng mà chiều cao phù hợp với người Việt Nam. Cao 1m6, 1m7, nhiều anh em thấp tìm không ra. Rồi, chốt cho em con này 1.4 triệu mã 45. Nhanh tay nha anh em. Con này là phải nhanh tay mới bộc được nó nha. Em nói thiệt, con này là nhiều anh em đang me lắm đấy. Bởi vì cái số ký. Có nhiều anh chiều cao mà cao 1m7 thì bây giờ có hết rồi. Còn cao dưới 1m7 mà lại 7-80kg khó, khó. Con này mùa đông là cũng dưới 10 độ anh em, mũ rời. Mũ này anh em có thể mở cái dây kéo ra cách mũ được ha. Con này cũng dưới 10 độ và dài áo của nó là 68. 68. Lá cây rừng đều và đẹp, 200.000 mà 47.
con này đẹp quá, nó bán có 200 nghìn này. Con này là 400 mới đúng nha. 400 mới đúng rồi, giờ bán có 200 nghìn nè. Vai của nó là 56. Áo này không phải của lính Mỹ đâu. Cứ cho là hàng thời trang đi, nó là của thập cẩm các nước. Đấy, con này là trước kia là phải mã của nó không biết. Con này 70 đến 80 kg. 70 đến 80 kg. Ở dưới này có cái dây này, ai mà thích đôn bo là đôn được luôn nha. Có hai túi 93-96%, 200.000 mã 47. Ai ủng hộ nhanh tay nhanh em, ở trong này còn có túi nữa này. Bao vây và bao la, nhanh tay lụm nha. Anh em ủng hộ em mạnh mạnh lên anh em. Thực ra anh em ủng hộ em như vậy em cũng mừng lắm rồi, chứ không phải là đòi thêm nữa đâu. Nhưng mà đồ rẻ là mình phải bục nhanh nhanh. Tiếp một con Pakka. Pakka dài áo của nó là 86. Có nhiều anh em cứ hỏi, ủa sao mà mua hàng bên em nó khó vậy, mua của người ta mua cái được liền, mua của em mua cả tháng nay không mua được. Thì cái đấy anh em cũng nhờ anh em ủng hộ em mới bán được hết chứ phải không ạ. Trong này nó bị dơ một chút này. Jacket L Mark in Korea của Hàn Quốc, dây keo nhôm màu đen, màu xanh đen. Ở đây nó bị dơ này. Rồi bên này đều và đẹp nhưng em sau này cũng đều ha. Nói chung con này nói về đồ mới thì nó đều và đẹp hết, chỉ có cái là của Hàn Quốc. Thì của Hàn này cũng là của lính, nhưng mà của lính nào ngon hơn lính nào thì anh em trải nghiệm sẽ biết nha. Còn em là người bán thôi. Con này là 8-90 kg, ấm. Chốt giùm em con này là 400.000 mã 65. 400.000 mã 65. Tiếp con M65 của hãng Alpha này. Size X-Large Reller của dân dùng Mỹ nha. Con này màu xanh đen mới đẹp, nhưng mà nói chung màu này là anh em rất là tuổi nào cũng bận được hết, dễ sử dụng. Vai của nó là 60, dài áo là 80. 70 đến con này là 90 đến X-Large là 90 kg trở lên. Đó, đều và đẹp, 400.000 mã 52. Một con M65 mà bán 400.000 này. Áo còn mới và đẹp luôn này. Màu xanh đen, nhưng mà chỗ ống tay này em nó báo cáo anh em về mà giặt con này là hơi bị bụi luôn á. Ngay cái cổ tay này nó dơ này. Anh em nhìn thấy rõ không ạ? Đây. Nó bị dơ trắng trắng một chút, gọi là dơ đất bụi á. Em cầm lên em thả xuống nó bụi nó bay vù vù á. Cái đầu và đầu cài sẽ có view còn mới tinh. Của Mỹ nha. Con này của Mỹ, anh em đi Mỹ mà xách đồ về là gặp con này á. Con này là 90 kg, còn ai mà bụng to là 80 kg, bụng thiệt bự là 80 kg cho em là ok vừa luôn. Còn bụng thon gọn là 90 kg trở lên, chốt cho em 400.000 mã 52. Thêm một con pilot của không quân, con này của hải quân, như con này là nó chật liền luôn nhá. Vai lấp lăng. Con này từ 10 độ trở lên. Dài áo là 76. 10 độ trở lên, dưới 10 độ không được, màu đen thui 250. Mã 51. Ở đây nó bị dơ đất chút nha anh em. Bo thì ngon lành. Hơi bụi. Bụi mà em muốn bật quạt lắm rồi đó. Bật quạt thì anh em ồn, anh em không nghe được rõ. Mà em mà không bật quạt thì em chết ngộp mất. Có lẽ mỗi người chịu chút đi.
Ủa em chết mất. Rồi con này 70 đến 80 ký. Chốt giùm em con này 250 mà 51. Đúng quá mà mình ngục. Anh em có cảm giác này bao giờ chứ? Nó thoáng qua một chút nó hết. Con này nó ngục liên tục. Không ai chịu nổi luôn á. Mã 51 thì nghe. Con này là chất vải cực kỳ dày này. Con này vải cực kỳ dày. Màu xanh đen ngủ rời. Vai của nó là 55. Vai 55 dài áo là 81. Con này cực kỳ ấm và đài ấm luôn. Lót may liền trần như một cái nềm á. Ở đây nó có một bẹt dơ nhá. Màu đen này. Bẹt dơ màu đen, ở đây có một chấm dơ đen nữa. Rồi. Sau lưng nó bị một chấm dơ đen nữa nha anh em. Chấm dơ đen nữa nha. Qua bên này là đều 300.000 mã 50. 300.000 mã 50, cực kỳ ấm. Con này nói về độ ấm thì khỏi phải bàn luôn. Khóa nhôm của nó này. Có nhôm này. Con này là 75 đến 85 ký. Ai em chốt giùm em con này 300.000 mã 50. Alo em nghe Hương ơi. 79 đã còn đấy ạ. Nó mà lành thì làm gì có giá đấy, 1.500.000 chứ. Đúng không? Anh cứ coi like, anh cảm thấy ủng hộ được là gọi, còn mà anh không chấp nhận được thì thôi. Em có ép anh đâu. Đúng không? Có ép nhau đâu. Đâu có ép nhau đâu. Đúng không? Anh đồng ý thì anh nhắn qua, em đang like đâu. Em like rồi em nói với anh em chờ lâu là không được đâu nha. Có đồng ý thì nhắn qua giùm em cái. Rồi em sorry anh em. Tiếp tục con áo M65 của Corey tiếp. Con này là của Corey Hàn Quốc này. Size is large long. Con này thân đồng cổ đồng màu đen thu lùi. Con này màu đen tuyền hồi nãy, con màu xanh đen ấy. Lát con này là vai 61, 90 ký trở lên. Dài áo 89. Ở đây nó bị dơ một chút này. Nó bị dơ dính keo á. Anh em về may lên giùm em một cái miếng keo, hoặc là anh em biết cách xử lý cho nên phần keo này nó ra màu đen thường lùi nhá. Nó bù dơ thôi. Ở đây nó có vết gấp tay này. Đó. Của Corey của Hàn Quốc chứ không phải của Mỹ nha. Còn cái con màu xanh đen hồi nãy là của Mỹ luôn á. Rồi hết. Vai hồi nãy con kia 60, con này số 1. Nó cũng là X-Lab. Nhưng mà con này là 90kg. 90kg trở lên. Chốt giùm em con này giá là 300.000 mã 46. Mã 49 chứ. Mã 49, con Mỹ hồi nãy có 400.000, con này mấy trăm nghìn. Con này là 300.000. Nói chung là cái vải, nhìn qua chất vải thì con nào thấy cũng phê hết á. Nhưng mà thằng Mỹ đặc trưng có một cái là xước ngang, vải xước ngang. Anh em thích con nào thì anh em chốt nha. Vừa to vừa được lợi này. Tiếp vào con M65, con này của Mỹ luôn, size cũng X. X-Lab Railer. Con này của Mỹ cũng là 90kg trở lên. Anh nào 90kg trở lên hút 3 con này. 3 con mới được có chưa được 1.000.000 à. Rẻ bèo người ta mua 1 con mấy 1.000.000. 3 con này chưa được 1.000.000. Vai 57. Con này là X-Lab mà vai có 57 dài 82. Con kia vai 60, 61.
350 mã 48 này. Ở đây có một chấm dưa nhẹ nhẹ nha em. Chỗ này có phải dưa không phải? Cái dòng này đời sau này cho nên cái cổ tay nó không có cái V tay đây, không có chữ A đây, cũng không có V tay nha. Ở đây nó dơ một chút nhẹ nhẹ này nha này. Cái thằng Seoul màu này nó rất ăn đất. Cho nên anh em về bệnh là phải cẩn thận nha. Con này mà được đọt đẹp như thế này là may lắm rồi đó. Nó có một chút dơ siêu siêu nữa thôi này. Đây cũng có chút dơ. À, dơ đất nhẹ thôi. Rồi hết con áo đẹp trai. Áo đang còn đẹp trai. Vài chấm dơ nhẹ lắm tâm. Cho nó chứng tỏ là con áo đã qua sử dụng, đã qua chiến trường của lính trước. Con này là 90kg trở lên, chốt cho em 350 mã 48. 3 con 1 triệu. Con 400, con 300 là 700. 700 là 900 mấy, 1 triệu lẻ 5. 3 con áo có 1 triệu bạc hả? Với một con... con này lễ phục của lính Mỹ nha. Màu đen, vai của nó là 50. Con này là măng tu, form dài, anh em nào cao mới bật được con này này. Dài áo là 56, con này có lót đi kèm luôn nha em. Lót mùa đông này. Về anh em mà sử dụng mà cởi cái lót này ra, anh em sử dụng cái mình lót này không cũng đẹp. À, mình cái lót này không cũng đẹp. Ở đây nó bị dơ một chút nhưng mà giặt ra. Nút của nó bằng kim loại, một cái logo của thủy quân này. Màu đỏ luôn nha. Màu đỏ cho nó máu. Không biết máu là cái gì mà em bắt chước từ đâu ra đi không biết nữa. Thì chơi cho nó máu không à. Anh em cài qua đây thì 7-80kg này. 7-80kg còn 90kg, 8-90kg thì xịt thẳng lúc ra giữa đây. Chỗ này em thấy có mùi. Xích hàng nút đơm ở đây. Cắt bớt hàng, còn hàng này đưa qua đây. Con này bên này nó bị mất một cái nút rồi đó. Mất một cái nút rồi. Rồi, chốt con này dùm em 400.000 mã 57. Mã 57 ạ. Cả lót đi kèm luôn nhá. Áo này của lính Mỹ nha anh em, lễ phục của lính Mỹ đó. Con tô của lính Mỹ. Cái chỗ này nó cắt cúc mà nó lủng luôn là tay. Em bớt lại nha, chỗ này nó cắt cúc mà nó lủng luôn này. Mình không để ý thì có phải đưa nút khác đơm vào đây thôi. Chốt lại là 250 mã 57. Bạn rẻ con này luôn. Bán như khoai luôn. Tiếp một con áo của Linh Anh chất vải cơ kim. Dày như mờ số 5 luôn. Nó có một lớp mà nó dày mà nó nằm. Vai của nó là 55. Dài áo là 87. Nó chéo nha anh em. 200.000 mã 56. Ở đây nó bị lủng một lỗ, hai lỗ nhỏ này. Ở đây cũng lủng một lỗ nhỏ xíu xíu nữa nhá. Rồi con này là 70-80kg, 75-85kg. Con này là nó dài giống áo măng tô này, em bận là ngang đầu gối luôn rồi nha. Chốt cho em con này 200.000 mã 56, quả dày một lớp, ở đây là hai lớp này. Còn giữa lưng là có một lớp à. 200.000 mã 56. Một con áo ấm, cực kỳ ấm. Con này là chất vải satin dày. Con này chất vải satin dày. Vai của nó là 52. Dài áo là 84. Con này là màu của nó khó diễn tả lắm này. Màu xanh ngọc.
ở đây nó hơi bụi dơ dơ một chút nha anh em, có một chút dơ vàng vàng nhẹ nhẹ thôi, dơ đất về giặt cho em cái thôi, chẳng hạn như nó dơ như chỗ này này đó. 400.000 mã 55, cực kỳ ấm và đại dày luôn, dơ này. Đó, dơ này, khoan ở ngay cái cùi tay này nó bị rách rồi, ngay cùi tay này nó bị rách đây này, dày lắm, cực kỳ ấm luôn. Con này mà không rách lủng một chút thì con này hơi bị đẹp luôn. Đây nó dơ này. Anh em nhìn thấy ở sau lưng không? Có nhiều chỗ dơ này. Đấy, vàng vàng này. Dơ này, dơ này. Rất là nhiều chỗ dơ nhá. Bán rẻ lại con này luôn. Con này bán 400.000 thì con này đã bèo nhèo lắm rồi. Anh em để mấy cái vết dơ nhá. Em đưa lại anh em dòm này. Mà nó nặng lắm, cực kỳ ấm, ấm này, nó dày như cái mền luôn. Màu xanh này cũng đã đẹp rồi, nút của nó bể ba cái nút luôn. Khóa, cái khóa của nó là xẹp cái view luôn rồi này. Nói bán cái khóa này không là được mấy trăm nghìn rồi. Khóa xẹp cái view này là được mấy trăm nghìn rồi. Trời ơi, cái gì khóa của nó hơi bị đỉnh luôn. Khóa xẹp cái view ạ. Ôi bán này bán dây kéo thôi, bán dây kéo tặng áo 400.000, 400.000 mã 55, bán dây kéo tặng áo nha. Em đo lại cái vai và chiều dài, vai là 52, dài áo là 82. Thì anh em bận con này trong nó hơi dơ dơ một chút này. Bận con này là dành cho người cao trên 1m7, trên 1m74 thì đẹp hơn 1m7 ha. Đó. Áo cực kỳ ấm, giặt ra hăng ra không biết bán cái dây kéo thôi. Chốt giùm em 400.000 mã 55. Con này là 7 đến 75 85 kg được luôn. Trời, con này là hết biết mùa đông, con này parka mà. Nó là thuộc cái dòng parka mà, parka chất vải lại satin. Đẹp quá, nó mà không dơ thì con này là phải không đạn rồi đó. Tiếp một cái quần này cuối cùng là quần Mỹ hả? Quần này chất vải cực kỳ dày. Cũng của nó là 110. Con này bán rẻ về anh em sửa lại đi. Dài quần là 120. Cái quần này ở bên hông này có đai đôn này. À, 110 đôn về là 105. Có túi này, túi này. Nhưng mà cái lưng anh em nhìn thấy cái lưng nó dị dạng không? Cái đáy của người ta đáy xuống tới đây, đáy dài. Quần như kiểu thời quần Bắc Hồ á. Cái đây này thì nó nằm ở đây mà trên này còn hàng nút không biết làm giống gì không biết không? Chất vải kaki màu xanh rêu mới. Ống quần thì ống quần túng chỉ có 20 thôi. Con này bớt lại cho anh em này 300.000 mã 54, mới 96% nha. Quần này em bán là 400.000 này, bán 300 luôn. Một khi thích là bán luôn à. Mã 54 hết. Em cảm ơn tất cả anh chị em ha. Hẹn anh chị em qua ngày mai. Ngày mai là ngày 11, bắt đầu đếm từ 10 trở lên rồi đó. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon, chúc sức khỏe, chúc mọi sự như ý nha anh em. Con này cũng ấm đây. Rồi, em cảm ơn và chào. Tạm biệt, hẹn gặp lại.